Thưa quý khán giả, khát khao được hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau, nghệ sĩ Hoàng Trinh đã chọn sân khấu để dấn thân. Nhiều năm gắn bó với nghề, chị đã sở hữu nhiều vai diễn hay được công chúng yêu mến. Mời quý khán giả gặp gỡ nghệ sĩ Hoàng Trinh trong tiết mục Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Gần 30 năm gắn bó với sân khấu, nghệ sĩ Hoàng Trinh đã quá thân vào hàng trăm vai diễn. Chị đã khẳng định được mình và có được vị trí vững chắc trong nghề. Sắc chốt đẹp, gương mặt biểu cảm, Hoàng Trinh đã phát huy lợi thế và tạo dấu ấn qua nhiều nhân vật trên sàn diễn. Hiện chị là gương mặt được các đạo diễn tin tưởng chọn vào vai quan trọng trong các vở diễn trên sân khấu kịch EDCAF. Thật sự ra là ban đầu mình chỉ muốn tìm hiểu cái tâm lý của con người ta ở trong cuộc sống thôi. Lúc mà người ta vui, lúc mà người ta buồn, lúc ở lứa tuổi trẻ trung và những lứa tuổi già dặn thì cái tâm lý của người ta, những suy nghĩ người ta như thế nào. Tự nhiên mình cảm thấy mình thích quan tâm đến con người, quan tâm đến mọi người, cho nên mình cảm thấy điều đó làm thú vị. Thì thành thử ra mình mới trốn cha, trốn mẹ để đi học sân khấu. Gia đình không ai theo nghệ thuật, Hoàng Trinh đến với nghề bằng sự đam mê, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi. Ngày đầu đến với nghề, chị tham gia diễn kịch truyền hình và các đoàn kịch trong thành phố. Nhưng từ khi đầu quân về sân khấu EDCAF, Hoàng Trinh mới thật sự tỏa sáng. Vai Thượng Chương Hoàng Hậu trong vở Ngàn Năm Tình Sử là dấu son của chị. Vào vai có số phận, tính cách phức tạp, Hoàng Trinh đã khẳng định tài năng của mình. Là đàn bà. Thượng Dương Hoàng Hậu là nhân vật ở đó là nhân vật gọi là không phải là nhân vật chính diện. Nhưng cái hoàn cảnh đưa đẩy Thượng Dương Hoàng Hậu vào cái hoàn cảnh đó, cũng phải chống chọi tất cả một cái để cổ có thể mà trụ được. Thì cuối cùng thì cổ cũng đi đến một cái kết cục rất là đáng thương. Thì mình nghĩ trong con người ta cũng vậy, có nhiều lúc trong cuộc sống á, không ai mà vui hơn cả cuộc đời và cũng không ai buồn cả cuộc đời. Cuộc sống có vui, có buồn thì đó mới là cuộc sống, mới là cái sự thú vị. Và khi mà có cuộc sống vui buồn như vậy thì người ta cảm thấy là cái tấm lòng của người ta đó, người ta có thể là không có bị đông cứng. Họ có thể là khi mà họ gặp những cái trường hợp đó thì họ xử sự như thế nào trong cuộc sống của họ, thì trong những nhân vật thì cũng như vậy. Vai diễn người mẹ trong vở Tứ Đại Mỹ Nhân cũng là một trong những vai hay của Hoàng Trinh. Quá thân vào vai người phụ nữ suốt ngày làm nội trợ, phục vụ chồng con. Sự vô tâm của người thân trong gia đình đã khiến cô quyết định thay đổi, kéo theo nhiều hệ lụy. Hoàng Trinh làm khán giả bất ngờ khi thể hiện nhân vật chuyển biến nhiều tâm trạng, cảm xúc khác nhau. Sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình qua diễn xuất của chị đã nhận được sự đồng cảm của khán giả. Em đã làm tròn bổn phận và những ngày tiếp theo em cũng sẽ làm tròn bổn phận của mình với anh và các con. Nhưng từ giờ em sẽ phải tìm lại chính mình. Em sẽ sống trong đường một khác. Có những người phụ nữ suốt đời lo cho chồng, cho con. Rồi cuối cùng khi mà họ nhận ra là những cái điều lo lắng của mình hình như là làm phiền những người trong gia đình, họ không biết. Nhưng mà cuối cùng cũng may là cuối cùng gia đình lại đến với nhau được, hiểu được nhau. Có những khi mà thật sự ra trong cuộc sống của mình cũng đôi lúc mình dạy con như thế này thế nọ, nhiều khi cái sự khắt khe của mình quá làm cho các con nó khó chịu. Tức là các con mình nó cũng phải có một cái sự riêng, tôi cũng có một cái nhận định riêng của nó, nhưng mà mình ép con là phải suy nghĩ theo mình, phải làm theo mình thế này thế nọ, thì nhiều khi cái đó cũng là không hay. Không có, nói dù không, mọi người đừng tin nó, tôi không hề nói không đó, tôi không mẹ đã, không có nặng, mày đừng có dù không như vậy nha.
tham gia nhiều vai diễn trên sân khấu IDCAF. Những vở như Cô Già Không Có Đàn Ông, Bông Hồng Cài Áo, Tứ Đại Mỹ Nhân, Tía Ơi Má Về, Gươm Lạc Giữa Rừng Hoa, Mặt Nạ Bong Bóng, vân vân đều có dấu ấn sáng tạo của Hoàng Trinh. Nhận được vai diễn mới, chị đều tìm hiểu kỹ tâm lý nhân vật, rồi tìm cách quá thân vào vai, chuyển tải những thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm. Kinh nghiệm làm nghề lâu năm đã tạo cho chị sự tự tin, khả năng thể hiện tâm lý nhân vật một cách trọn vẹn, hoàn chỉnh nhất. Cả cuộc đời của tao chưa cái thằng đàn ông nào sờ vô bộ phận nào của chị, phải không? Chứ sao? Trời, chị đang kêu hãnh đó chị hai. Mình cũng cảm thấy là rất thích, thậm chí là nhiều khi những cái vai diễn mà cái cuộc sống mình có nhiều khi mình không biết cách giải quyết như thế nào, nhưng mà khi mình nhận một cái vai thì nó cũng hỗ trợ cho mình trong cuộc sống để mình suy nghĩ lại. Thậm chí ví dụ như cái vai đó mình nhận như vậy, rồi đạo diễn hoặc là các bạn đồng diễn với mình cũng góp ý là mình thấy cái đó nó vậy, thì nhiều khi cái đó, cái suy nghĩ của họ cũng là một cái để mình rút kinh nghiệm để trong đời sống. Tại vì cái vai đó mình thấy cũng rất là thật đối với đời sống. Đối với bất cứ một người diễn viên nào, mình nghĩ là khi cầm kịch bản lên, đọc xong kịch bản thì họ cũng nghiên cứu và họ quan sát ở trong cuộc sống hoặc là những cái hoàn cảnh mà mình đã từng bắt gặp mà mình để ở trong đầu mình chưa có, hoặc là ngay chính cái cuộc sống của mình đi nữa, thì mình đem được chút nào hay lúc đó đem đến cho khán giả. Thật sự ra nhiều khi khán giả đến để xem mình diễn, đó là một sự giải trí, nhưng mà cũng có một cái gì đó họ lưu về. Nghệ sĩ Hoàng Trinh là một trong những nghệ sĩ mà cá nhân tôi rất là yêu mến cô ấy. Yêu mến ở đây là yêu mến giữa về giống như là về mặt chuyên môn cũng như về mặt trong giao tiếp, cũng như là nói chung là Hoàng Trinh là một người nghệ sĩ rất là dễ thương, được anh em đồng nghiệp rất là yêu mến, một người nghệ sĩ chăm chỉ, siêng năng, cần cù và đặc biệt là biết lắng nghe. Hơn nữa là Hoàng Trinh là một trong những nghệ sĩ rất là chỉnh chu khi mỗi khi mà khi cô ta thể hiện cái vai diễn của mình bằng cách là lo lắng và chăm chút cho cái vai diễn của mình rất là kỹ. Và qua đó thì cũng có những cái sáng tạo đặc biệt mà chỉ có Hoàng Trinh mới có được. An tâm đi, thằng này hồi xưa giờ nó mừng cái gì cũng sai trái hết con ạ. Đi ăn đi con, đi thoải mái nha, coi đi nhà của mình vậy đó. Dễ thương quá. Chú cha ơi, nè, nhìn hai đứa bay nha, mà nhớ đến ba mẹ hồi cuộc sống ghê vậy đó. Gần đây, Hoàng Trinh thường được giao vai bà mẹ đúng với sở trường của chị. Xem chị diễn, khán giả cảm nhận được sự nghiêm túc, chuẩn mực, lao động nghệ thuật hết mình. Giọng nói trầm ấm, tràn đầy cảm xúc, cộng với kỹ thuật diễn xuất ngày càng điêu luyện đã khiến Hoàng Trinh chinh phục khán giả qua hàng loạt vai diễn hay trên sân khấu. Từ hồi mà đầu tiên về sân khấu này thì từ những cô công chúa, từ những thiếu nữ mỏng manh cho đến những người phụ nữ từng trải trong cuộc sống thì mình đã từng trải qua hết, và mình cảm thấy là mình được học hỏi rất nhiều qua những vai diễn đó để mình ứng dụng được trong cuộc sống của mình. Mình không dám nói là đưa đến cho mọi người cái tầm nhìn hay là cái gì để họ suy nghĩ lại trong cuộc sống. Mình nghĩ là cho chính bản thân mình trước cái đã. Thật sự ra đó là ở đây mình sống như là một gia đình vậy. Và thật sự là mình ở sân khấu mình thì mọi người rất là thương yêu nhau, và mình không có cái sự đua đòi bon chen. Ai việc gì, được giao việc gì là vẫn cho dù vai nhỏ hay vai lớn, ráng làm tròn bổn phận của mình và rất là thương yêu nhau. Chứ không có cái chuyện mà tại sao người này đóng cứ vai tốt hoài, vai chính hoài mà mình lại đóng vậy. Thì hôm nay bạn này như vậy thì ngày mai bạn cũng có đóng vai khác, mình cũng có lui về để cho các bạn thì cũng có. Và mình cảm thấy cái đó là điều rất là hạnh phúc, vui vẻ. Tại vì trong cuộc sống mà nếu mà như người ta ganh tị nhau bằng cách tiến lên thì chỉ có bằng... coi như là nó không có cái sự tồn tại của một tập thể.
Kể từ khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật năm 1991, Hoàng Trinh dấn thân vào nghiệp diễn và hiện nay chỉ sở hữu hàng trăm vai diễn. Hàng đêm được quá thân trọn vẹn vào nhân vật là niềm vui và hạnh phúc của người nghệ sĩ yêu nghề. Đa năng có thể vào nhiều dạng vai, từ hiền lành phúc hậu đến vai phản diện. Hoàng Trinh luôn làm hài lòng những đạo diễn đã mời mình cộng tác. Tình yêu với sân khấu đã giúp chị vượt qua những khó khăn trong nghề. Mỗi khoảnh khắc trên sàn diễn, khán giả luôn thấy sự mới mẻ trong chị, sự tràn đầy nhiệt huyết. Chính sự tình yêu của khán giả, đồng nghiệp đã giúp Hoàng Trinh có động lực sáng tạo, tạo thêm dấu ấn cho hành trình làm nghề của mình. Phen này ta chết chắc rồi, trời ơi! Thái hậu!